Chuyên viên địa ốc Kennedy Ngô bán nhà trong vòng 7 ngày, bán nhà giá cao, định giá nhà miễn phí. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free tẩy rửa và làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán. Free professional trang trí đẹp nội thất để hấp dẫn người mua. Free professional photo, virtual tour, free quảng cáo online trên hơn 800 website và classified ad. Free quảng cáo trên báo, TV, radio và talk show. Free quảng cáo qua direct mail cho hơn 15.000 agents. Free MLS listing. Để biết thêm chi tiết xin gọi Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Để biết trị giá căn nhà của quý vị xin vào website đinhgianhamienphi.com hoặc cũng lại gọi cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy Ngô cũng nhận làm refinance hoàn toàn miễn phí để hạ tiền trả mortgage hàng tháng, thanh toán nợ tín dụng. Combine first and second loan, lấy tiền ra để tân trang căn nhà hoặc lấy tiền ra để kinh doanh. 408-775-6563. Kennedy Ngô 408-775-6563. Nguyễn Khôi xin chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô. Và số điện thoại của Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Địa ốc là thị trường của nhà đất. Có nghĩa là thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn mua nhà, quý vị muốn bán nhà, quý vị muốn đổi tên căn nhà của quý vị, hay quý vị muốn đổi nợ cho căn nhà của quý vị, gọi cho Kennedy. Kennedy làm tất cả những công việc đó với sự tích cực của mình, tận tụy của mình, nhiệt tình của mình. Và chúng tôi tin chắc là Kennedy sẽ làm cho quý vị hài lòng. Số điện thoại của Kennedy một lần nữa là 408-775-6563, 408-775-6563. Chào tái ngộ Kennedy. Dạ, chào Nguyễn Khôi và chào thính giả của Đài Quê Hương. Thì Kennedy rất là vui được trở lại. Tại nhiều khi, you know, during the week mình lái xe mình cũng nghĩ đến khi nào đến đài để có thể, you know, communicate, nói chuyện với khán thính giả. Khán giả nhiều khi mình lái xe mình cũng nghĩ đến, you know, lúc mình lên trên đài mình phải nói những cái gì, mình làm sao mình nói mà lại cho người ta nghe, người ta thích, người ta feel excited. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình really happy. Vui phải không? Vui, mà vui nhất là trong cái tuần này cái này có hai cái căn nhà. Một căn là đã in the contract, cái căn mà ở North Valley 95131. Thì cái căn này đó thì đã in the contract, thì cái căn này đó là thét là, you know, 3 tuần thứ 3 mới có thể able to get in the contract. Nhưng mà rất đông người đến coi cái căn nhà. Nhưng mà happen cái căn nhà này đó thì nó nằm ngay cái ngã ba. So thông thường cái người Tàu, người Việt á, người Á Châu á, thì họ không có thích là cái ngã ba. Nhưng mà cái người khách mua là người Ấn Độ. So Ấn Độ vô họ rất là thích. Tại vì ba thích đó, tiền đường cho họ vào. Đúng rồi, thứ nhất là họ thấy cái phong cảnh nó đẹp, nó bự, nó thoáng. Và như vậy căn nhà này great potential. So khi mà mới để lên trên cái thị trường cũng rất là đông người đến coi, hình ảnh nó cũng rất là đẹp. And then, you know, bây giờ finally đã in the contract, thì cái người chủ này cũng rất là vui. Người chủ này có là cái người mà 6-7 năm về trước, không phải 8 năm về trước, cái này giúp cái người chủ này giữ cái căn nhà này. Lúc mà cái thời loan modification, thì bây giờ cái người chủ bán cái căn nhà này hơn được 5-600 ngàn. Dạ, hồi đó mà không giữ được căn nhà, mất căn nhà là mất 5-600 ngàn rồi phải không? Đúng rồi, so that's why đó, người chủ này rất là vui, rất là happy. Mà sau khi cái này làm xong hết tất cả những cái căn nhà rất là đẹp, rất là xinh, cái người chủ này rất là impressed. Tại vì dẫn gia đình vô coi, nhận không ra là cái nhà của mình. So nhà rất là đẹp, đẩy lên trên thị trường này cũng rất nhiều người đến coi. Mà finally trong tuần này đó là Kennedy đã in the contract. So rất là exciting cho Kennedy, man. Và work hard phải không? Yes. Và việc rất là tích cực. Tại vì sometimes cái người ta giao cái việc cho mình á, thì họ cũng muốn là phải able to execute, able to giúp cho họ bán xong. Mà thật sự anh Nguyên coi cái căn nhà nào em bán nó không có chở ngày này, nó cũng có chở ngày khác. Nhưng mà khi cuối cùng mà giải quyết được hết. Nhà nào vô cái này cũng giải quyết hết tất cả. Và cái căn nhà mà cái này in the contract á, cái căn nhà này đó là cái đi in contract khoảng chừng 3-4 tuần về trước á, thì bây giờ đó là đến ngày đến ký giấy tờ hết tất cả mọi thứ, là hôm nay là fun là sẽ hoàn tất hết tất cả mọi thứ. Thì cái căn nhà này địa chỉ đó là 91 đường Wolfswell Way, San Jose, California 95138. Nhà này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm,
1642 square feet và căn nhà này vừa mới đẩy lên trên thị trường thôi. Chỉ có trong vòng 1 ngày rưỡi 2 ngày đã có người making offer. Wow. Và cái căn nhà này bán như nó cao hơn cái sự mong muốn của người chủ là bốn mấy ngàn. Yeah. Cái người chủ cũng rất là vui, rất là happy tại bây giờ đó là relocate qua một cái địa điểm mới thì cũng mua cái căn nhà mới, cũng pay off cash và có một số tiền để hưởng thụ enjoy life. Hồi giờ đi đâu? Gần đây không? Ở dưới Clovis. Tại vì người có đứa con gái nó relocate, nó đi phía bên bên chồng ở dưới đó, gia đình ở đó, rồi việc làm cũng gần đó luôn. Thì bây giờ sẵn tiện nhà lên rất là cao, bán căn nhà ở đây, relocate qua chỗ đó, mua căn nhà ở dưới đó, pay off cash. Mới còn... toàn mới tanh, đẹp, bự, rộng mà rẻ hơn rất là nhiều. Và còn một số tiền có thể hưởng thụ enjoy life. Why not? Tại sao không? Đúng rồi, bà xã cũng retire luôn, you know. So actually cái người chủ này đó sau khi mà làm việc xong rồi đó với lại Kennedy đó thì cũng rất là quý mến Kennedy và cho Kennedy là testimonial và chia sẻ cái kinh nghiệm làm sao cái người này họ làm việc với em họ cảm thấy như thế nào. Thì Kennedy muốn chia sẻ cùng quý vị. Anh Phúc là cái người chủ của nhà này, Kennedy vừa mới giúp hoàn tất bán xong cái căn nhà. Và anh cho ta biết cảm nghĩ của anh khi làm việc chung với Kennedy, mời quý vị cùng theo dõi. Hello, đây là Kennedy Ngô. Hôm nay rất là vui đã hoàn tất giúp cho gia đình anh Phúc đã bán xong cái căn nhà. So hôm nay đến căn nhà này muốn hỏi anh Phúc cái kinh nghiệm anh làm việc với chung với Kennedy, anh Phúc cảm thấy như thế nào? Riêng đối với tôi thì Kennedy là một người có nhiều kinh nghiệm buôn bán trên thị trường địa ốc, đã có nhiều uy tín khắp nơi trên mọi truyền thông. Lần đầu tiên tôi gặp anh Kennedy thì tôi có là người thấy có rất cảm tình với anh Kennedy. Rồi nhờ anh hướng dẫn giờ bán được căn nhà. Trong cái công quá trình làm việc của anh Kennedy thì anh Kennedy rất là tận tình và cố gắng và siêng năng, làm đủ mọi thứ để căn nhà bán được với một giá good. Thì tôi chỉ có biết có một cái là tôi chỉ bán khi mà căn nhà đưa lên list mà chỉ có một ngày rưỡi là căn nhà tôi bán được rồi. Và tôi không ngờ được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Đó là sự thật. Cảm ơn anh Kennedy nhiều. Dạ em cũng cảm ơn anh Phúc. Và mà anh thích nhất là cái điểm gì mà khi mà anh làm việc chung với Kennedy? Kennedy rất là may mắn và hoạt bát và có tận tâm. Mà làm cái căn nhà anh thấy nó có đẹp không? Kennedy có kinh nghiệm trình bày cái căn nhà rất là đẹp mà vô là thấy hấp dẫn rồi. Cho nên mình nghĩ chắc là cái vấn đề đó mà căn nhà được bán rất tốt. Và cái nhà nó bán cao hơn cái sự anh mong muốn là được bao nhiêu tiền? Dạ thì tụi tôi cũng hên là cũng được hơn mấy chục ngàn trên cái sự mong muốn. Dạ thì tụi tôi cũng biết happy. Rồi em cũng cảm ơn anh Phúc cảm rất là nhiều. Thì nếu một người nào đó mà hỏi anh Phúc về cái recommendation về Kennedy đó thì anh sẽ trả lời họ như thế nào? Đương nhiên rồi, tôi sẽ giới thiệu anh với một cái best reference, tức là giới thiệu anh với một cách uy tín của công việc làm việc của anh. Không bao giờ được. Cảm ơn anh nhiều. Dạ cảm ơn anh Phúc. Và actually bây giờ đó là anh Phúc là relocate qua một cái địa điểm mới và cái căn nhà đó nó cũng rất là đẹp, rất là xinh. Thì em cũng chúc anh Phúc qua bên đó có được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Dạ cảm ơn Kennedy nhiều lắm. Thank you anh. Này cũng very happy working here. Dạ cảm ơn anh. Và thưa quý vị vừa theo dõi phần nói chuyện, đúng là phần chia sẻ cảm nghĩ của một khách hàng của Kennedy, đó là anh Phúc. Sau khi mà Kennedy giúp cho anh bán được căn nhà của anh thì anh có nhận xét về cách làm việc của Kennedy như thế nào? Và chúng tôi cũng hy vọng là qua cái phần nhận xét của anh Phúc, phần chia sẻ của anh Phúc, quý vị nào mà đang cần tìm một agent về địa ốc giúp cho quý vị bán căn nhà, hay giúp cho quý vị mua căn nhà, hay giúp cho quý vị ý kiến là lúc này có nên bán căn nhà không, có nên mua hay không, quý vị gọi cho Kennedy. Chúng tôi tin chắc là Kennedy đã giúp được cho anh Phúc, đã giúp cho rất nhiều người trước anh Phúc, thì cũng sẽ giúp được cho quý vị để làm đúng theo ý muốn của quý vị. Số điện thoại Kennedy là 408-775-6563. Nói tới địa ốc, thưa quý vị, đến Mỹ này mua nhà, tôi nghĩ là 100 người, chắc 99 người là phải đi mượn tiền ngân hàng. Chỉ có một người trúng số thì mới có tiền mà trả tiền mua nhà, mà trả tiền ngay như ở Việt Nam thôi, thưa quý vị. Còn đây là chúng ta mua nhà là chúng ta mượn ngân hàng, mượn nợ ngân hàng, làm loan. Vậy thì cái tình hình về vấn đề loan, cái tình hình về finance như thế nào trong cái vấn đề này? Thì tiền lời 30 năm
ở mức là 3.75 và 15 năm chỉ 3.25 thôi. Thì tại vì bây giờ đó là cái tiền lời nó giảm xuống thì nó cũng kích thích người ta đi ra mua nhà. Vì cái dùng ở vùng Bay Area này của mình đó là in the last 8 year cái nhà nó skyrocket, nó năm nào cũng lên, năm nào cũng lên, mà lên một lần mười mấy, hai mươi mấy phần trăm. So phải có lúc mà nó cũng phải nghỉ xã hơi rồi, nó phải nguội một chút. Nhưng mà cái Bay Area này đó thì cái kinh tế thì rất là strong anh. Cái common center mình coi dân số thì rất là đông, công ăn việc làm thì rất là nhiều, mà lương thì cao, thì cái nhu cầu người ta cần phải có căn nhà là lúc nào nó cũng nằm ở đó. Và nếu mà người ta có nhu cầu mua nhà cao thì đương nhiên là cái giá nhà nó cứ tiếp tục tăng rồi. Đúng vậy mình coi, cho đến khi nào mà công ăn việc làm không còn nữa thì lúc đó người nhà nó mới bị khủng hoảng thôi. Chứ còn nếu mà công ăn việc làm vẫn nhiều, vẫn lương vẫn cao, các hãng sở vẫn tuyển mộ người xa về, họ cần phải có chỗ ở, họ mua nhà. Họ cũng phải mua nhà. Mà nếu vì nào mà bây giờ looking để mua nhà đó thì quý vị có thể thúc tiến đi mua nhà. Bởi vì sao? Cái condition bây giờ nó rất là great, tiền lời đang rẻ, tiền lời của 30 năm chỉ có 3.75 và 15 năm chỉ 3.25. So với lại số lượng nhà ở trên thị trường có nhiều hơn những cái căn nhà vào 700 mấy chục ngàn bây giờ cũng có nhiều hơn là lúc trước đến 70 mấy phần trăm. Và những cái căn nhà mà ví dụ 600 mấy nó cũng có trên thị trường. Thì với lại cái thị trường nhà nó không có phải là giành giật cạnh tranh giống như là hồi lúc trước nữa. Lúc trước hay một căn nhà mười mấy, hai mươi mấy cái offer. Thì bây giờ cái căn nhà nó nhẹ nhàng hơn, cũng có một hai cái offer. Thì nếu vị nào mà bây giờ chưa có nhà đó mà có ý định muốn mua nhà, đừng có đợi chờ nhà để xuống nữa. Nếu xuống nữa thì có thể là đợi hoài mà nó không xuống. Không, bây giờ đó có cơ hội, tiền lời đang thấp, nhà trên thị trường nó đang có nhiều, thì mình có thể thúc tiến mình đi mình mua nhà. Tại vì một cái căn nhà mình mua mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Mình có thể là có thể là add thêm cho người khác thuế, hay là tại vì mình bây giờ mình không có căn nhà mình mua, mình không ở căn nhà thì mình cũng đi thuê mình ở nhà người ta. Mà thuê nhà người ta mình đừng dám sửa sang, có nhiều điều mình không vừa ý, không vừa ý phải chịu thôi. Đúng rồi, và nhiều khi mỗi lần người ta bán nhà hay là người ta cần tiền hay làm cái gì đó thì người ta cần phải bán nhà thì mình cũng phải đi kiếm căn nhà. Mà anh thấy không, cái nhu cầu rental ở đây nó cũng rất là cao. Không, một cái căn nhà bỏ lên có thể là bao nhiêu người đó giành giật muốn thuê một cái căn nhà. So cái demand nó lúc nào nó cũng nằm ở đó. And với lại quý vị nào bây giờ mà đã có nhà rồi muốn refinance tái tài trợ, ví dụ có thể là tiền lợi bị trên 4.5 muốn refinance tái tài trợ được giảm cái tiền lời xuống, thì quý vị cũng vẫn có thể làm bây giờ. Tại tiền lời bây giờ đang rất là thấp, tiền lời 30 năm chỉ có 3.75 và 15 năm chỉ 3.25. Và mình có phải trả lệ phí gì khi mà actually cái này có thể làm refinance no point no cost cho quý vị. Thì đó là tùy thuộc vào cái quý vị có good income, điểm tín dụng good, mà nhà mình có equity. Nếu mà điểm tín dụng mình mà nó không có great lắm á, thì có thể tiền lời nó có thể sa sút một tí xíu. Thì để tiện lợi hơn, mình có thể gọi cho Kennedy, có thể đại khái trên điện thoại thôi, Kennedy có thể biết được. Quý vị có thể giúp được quý vị giảm được cái tiền payment hàng tháng xuống hay là không. Hay là quý vị lúc trước có 2-3 cái loan, bây giờ muốn combine nó lại thành một cái loan. Hay là mình muốn lấy ra một số tiền để mình có thể làm ăn, kinh doanh, thì Kennedy có thể giúp cho quý vị làm điều đó. Quý vị chỉ cần gọi ngay cho Kennedy qua cái số điện thoại là 408-775-6563, 775-6563. Thường thường làm một cái loan hoặc là refinance mất tốn khoảng bao lâu thời gian? Thường khoảng chừng 45 ngày anh coi. Mà mua nhà thì pháp lý khoảng chừng trong vòng 30 ngày. Là cái gì ưu tiên hơn, công ăn việc làm ưu tiên, income ưu tiên hơn, hay là cái điểm tín dụng quan trọng cái hơn? Cái khả năng có thể trả lại cái tiền. Tại vì lúc trước đó là có nghĩa là người ta có thể là không có check income due stated rất là nhiều. Mình cứ khai bao nhiêu mình khai phải không? Đúng rồi, mình cứ khai bao nhiêu mình khai. Nó có thể là người mà không quen biết mà add vô trong cái chủ quyền nhà cũng vẫn có thể cash out refinance, nhưng mà cái thời đó là nó đã qua rồi. Bây giờ thời nay mình phải chứng nhận mình có khả năng mình trả lại thì mới được. Mà refinance mới cần phải có ba thứ: income, điểm tín dụng top, với lại nhà có equity. Ba cái thứ đều quan trọng. Ba thứ đều quan trọng, vẫn phải có hết tất cả ba mình mới có thể làm refinance tái tài trợ được. Tái tài trợ với cái tỷ lệ thấp được không ạ? Còn nếu mà nó đôi khi mình có gì khó khăn, trải nghiệm tín dụng nó không được toàn vẹn, nó không được hoàn hảo thì mình vẫn làm được, nhưng mà nhiều khi cái tỷ lệ nó hơi cao hơn một chút. Tôi hiểu là như vậy, đúng không? Dạ. Số điện thoại gọi cho Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563, trở lại với Kennedy. Dạ, thì giống như là Kennedy nói, bây giờ trên cái thị trường nhà thì nó cũng nhiều hơn, quý vị có nhiều cái chọn lựa để mình có thể mua nhà. Và
nãy cái thì cũng vừa mới nói với vị kinh tế thì rất là strong, you know, nếu mà nhiều quý vị nghĩ mà cái đẩy căn nhà nó xuống nữa, thật sự cái common sense là anh coi dân số thì quá đông, kinh tế thì rất là nhiều. Ừ. Nó xuống ở đâu phải? Nói tại vì bây giờ nó dân số đông quá, người ta sợ ở trong đâu, không phải ở trong nhà thôi, you know, thì that's why nhiều khi you know. Mà bây giờ nó mấy cái nhà mới xây, có nhà mới xây, xây nhà mới thiệt, nhưng mà họ toàn xây apartment với lại những cái hộp không mà. Đúng, mà nên cái này thấy đó, bây giờ đó nhiều người đó họ cũng làm Airbnb, họ cho thuê, bây giờ nó cũng rất là nhiều. Wow. Có nhiều người họ thuê cái căn nhà để họ làm Airbnb. Hay là người tiền gia chủ họ cũng làm Airbnb. Thì anh Nguyên coi tại nhu cầu á, ai bây giờ đó họ cũng familiar với lại Airbnb, họ có thể là lên trên đó họ click vô đó thì họ có thể thuê. Thì Kennedy cũng có người khách đến gọi Kennedy làm Airbnb, thì Kennedy cũng show cho họ, you know, họ cách làm sao mà để họ làm. So cũng rất là vui, tại bây giờ đang đi đi làm một cái job là cô giáo, thì bây giờ muốn ok, không muốn là thay đó một ngày vô nó 8 tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ muốn cái sự tự do, thoải mái, bây giờ đã có căn nhà rồi thì bây giờ có thể là làm Airbnb, có thể là extra income. Và nhiều khi cái tiền nó còn cao hơn cái tiền mình đi dạy nữa, phải cái lương đi dạy nữa, phải không? Đúng vậy, thì you know, nếu mình may mắn nếu một căn nhà mới tốt tùy theo cái nhu cầu của quý vị thôi. Và có cũng có nhiều quý vị bây giờ đó là nghĩ ok thôi, nhà lên cao quá, bây giờ đó tôi muốn bán cái căn nhà để tôi relocate, để tôi hưởng thụ retirement. Hay là lúc trước mình có 3-4 căn nhà rồi, bây giờ thôi mình bán bớt đi, thì ai đi nữa, chẳng lẽ mình giữ hoài forever, phải không? Nhiều khi mình đến lúc nào đó mình cũng muốn nhẹ nhàng thoải mái thôi, nhà lên cao quá, bây giờ mình bán cái căn nhà, mình hãy có một cái số tiền để mình hưởng thụ cái cuộc sống. Bởi vì life mình cũng không biết là mình có thể how long mình có thể sống, phải không? Mà nhiều khi mà sống mà thay đớp eo hẹp, đáng chi để cái nhà nó giàu mà mình không có tiền, no good rồi. Bây giờ cơ hội nhà lên cao, mình có thể bán cái căn nhà, mình có được nhiều tiền, mình đi đâu cũng thoải mái hơn, mình có hưởng thụ cuộc sống. Tại bao nhiêu ngày tháng mình đã work so hard rồi, cũng đến lúc mình cũng phải enjoy life. Thì nếu vị nào muốn bán cái căn nhà, hay là muốn giống như đổi cái địa điểm căn nhà này qua căn nhà khác, hay là cái job làm của quý vị bây giờ nó relocate mà nó require vị cần phải bán nhà ở đây để đi chỗ khác mua nhà, thì cái này có thể làm giúp cho vị bán nhà, và có thể giúp cho vị giống như là định cái giá nhà cho vị hoàn toàn miễn phí. Có thể cái này có thể run những cái comparable, những cái căn nhà khu chung quanh đó nó bán với cái giá là bao nhiêu, thì có thể đến nhà quý vị có thể tư vấn cho vị căn nhà cần phải làm những cái gì để tăng cao cái giá trị. Tại vì bây giờ ai đi mua nhà đó họ cũng muốn là vô cái nhà là họ mua in condition. Đúng rồi. Mới nhiều cái nhà đâu có rẻ đâu, nhà 700-800 ngàn, 1 triệu, 1.2 triệu chẳng hạn như vậy, thì mua đã tốn quá nhiều tiền để mua căn nhà, họ còn không có tiền để mà sửa nữa. Đúng, thì với lại nhiều khi ai cũng biết là bán nhà cũng rất là đẹp, nhưng mà nhiều khi cái budget mình có giới hạn. Đúng rồi. Không, nhiều khi mình không có khả năng remodeling hết tất cả mọi thứ, nhưng mà mình chỉ có một tí xíu tiền, và những cái điểm nào mà quan trọng nhất để cho mình có thể làm để có tăng cái giá trị lên liền, thì Kennedy có thể tư vấn cho quý vị. Tại vì căn nhà nào Kennedy bán, căn nhà nào cũng vô cũng rất là đẹp, chủ nhà rất là impressed. Nhưng mà anh không biết sao, em bán cái, em đi vô cái căn nhà em phải làm cho nó thiệt là đẹp, em mới feel good. Khi mà người ta đến mình nói chuyện, mình mới có conviction, mình mới tự tin mà. Mình mới feel good. Ok, em hay chứ, rất là nhiều người họ bán căn nhà, nhà 1 triệu mà họ làm giống như là cái nhà nó không có đáng giá, nó không có look like 1 triệu. Không, mình phải go hand in hand, mình bán cái nhà mình phải able to làm sao mà tăng cái giá trị, mình phải demonstrate được cái căn nhà đó là nó value nó là như vậy. Còn người ta vô người ta mua great deal, everybody ai cũng feel muốn mua nhà great deal, thì Kennedy sẽ show người khác làm sao mà, tại thứ nhất mình phải demonstrate cái nhà của mình cái giá nó really good, giá trị cao. Không, người ta phải cảm nhận được cái đó, mà mình nhà không quay vá liệu mà mình demonstrate cũng không có được, nó phải go hand in hand. Những cái cách thức làm sao có thể làm cái căn nhà bị tăng cái giá trị mà để demonstrate value, hay là những cái việc mình cần phải làm để mình có thể bán căn nhà nó được giá, bán nhanh hơn mà nó suôn sẻ, thì cái đó là Kennedy breakdown hết tất cả mọi thứ cho quý vị. Thì quý vị chỉ cần gọi cho Kennedy qua cái số điện thoại 408-775-6563, 775-6563. Vâng, một lần nữa, thị trường đi ốc hiện nay vẫn đang tiếp tục là nóng tại vùng Bắc California, đặc biệt tại vùng Bay Area của chúng ta. Và nếu một quý vị đang dự định mua nhà, hay là quý vị dự định muốn bán căn nhà, đổi căn nhà để chúng ta đến một vùng khác, tại vì giá nhà đang cao, bán vào lúc này được giá thì mình có thể dư một số tiền sau khi mình đã mua một căn nhà ở một thành phố khác, một tiểu bang khác rồi, sống thoải mái khi chúng ta về hưu. Hay là quý vị có một chương trình liên quan tới vấn đề tài chính, vấn đề đi ốc, gọi cho Kennedy 408-775-6563, 408-775-6563. Điều gì chúng tôi không biết, nhưng mà điều chắc chắn là Kennedy sẽ làm cho quý vị hài lòng. Tôi tin là quý vị sẽ là hài lòng với cách làm việc của Kennedy. Và chúc em thành công.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe Địa Ốc ngày hôm nay, và you know, hy vọng sẽ được phục vụ cho quý vị trong cái việc mua nhà, bán nhà, finance, tái tài trợ. Và nếu quý vị nào mà có những cái thắc mắc về Địa Ốc, quý vị cũng nào cũng vẫn có thể liên lạc với Kennedy qua cái số điện thoại 408-775-6563, 775-6563. And Kennedy cũng có người khách hàng mà Kennedy đã bán nhà long time ago, you know, mình probably about like khoảng 2 năm về trước. Sometime bây giờ đã ở Arizona, nhiều khi gọi Kennedy, hey Kennedy như thế nào, you know, nhiều khi nghe nói chuyện thôi mà anh cũng rất nhiều khi lâu quá không nói chuyện. Không, nhiều khi mình chắc nghĩ... là coi trên YouTube phải hay là coi trên Uno phải coi thì, là cái gì thì như đâu cái người đó cũng qua bên Arizona rồi thì bây giờ đó cuộc sống bên đó nó cũng thoải mái, mọi thoải mái anh thoải mái an nhàn. Nhiều khi muốn hiểu được cái tình hình ở vùng Bay này nó như thế nào không, rồi nhiều khi you know chit chat you know với lại Kennedy hoặc là lâu lâu nhớ cái giọng nói là Kennedy. Vâng, thưa quý vị nhớ giọng nói là Kennedy hay là quý vị muốn gặp Kennedy để bàn về cái những cái chương trình finance khác nhau thì quý vị gọi cho Kennedy 4 8 7 7 5 6 5 6 3. Chúng ta hẹn nhau kỳ tới. Thank you, Khoi. Chuyên viên Địa Ốc Kennedy Ngô bán nhà trong vòng 7 ngày, bán nhà giá cao, định giá nhà miễn phí. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free tẩy rửa và làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán. Free professional trang trí đẹp nội thất để hấp dẫn người mua. Free professional photo, virtual tour, free quảng cáo online trên hơn 800 website và classified ad, free quảng cáo trên báo, TV, radio và talk show, free quảng cáo qua direct mail cho hơn 15.000 agents, free MLS listing. Để biết thêm chi tiết xin gọi Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Để biết trị giá căn nhà của quý vị xin vào website đinhgiamienphi.com hoặc cũng lại gọi cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy Ngô cũng nhận làm refinance hoàn toàn miễn phí để hạ tiền trả mortgage hàng tháng, thanh toán nợ tín dụng, combine first and second loan, lấy tiền ra để tân trang căn nhà hoặc lấy tiền ra để kinh doanh. 408-775-6563. Kennedy Ngô 408-775-6563.